Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với những đơn vị chuyên môn đánh giá việc triển khai mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn để có những quyết định cho năm học năm 2017-2018. Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong năm học 2016-2017, do có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh thầy cô, nên số trường lớp học theo mô hình VNEN đã giảm so với trước. Cụ thể, số trường của khối tiểu học theo mô hình này giảm 12 trường, khối trung học cơ sở giảm 17 trường. Theo đánh giá, VNEN có những ưu điểm như học sinh biết làm việc nhóm, rèn luyện được nhiều kỹ năng, tự tin mạnh dạn phát biểu. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như không gian diện tích lớp học nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, giáo viên còn ngại đổi mới. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói thẳng, chưa có mô hình nào phân hóa sâu sắc rõ rệt như VNEN, phân hóa trong học sinh, trong giáo viên và cả cấp quản lý. Theo ông Khoa, với sự phân hóa này, rõ ràng mô hình không thành công và sẽ thay đổi kế hoạch triển khai mô hình VNEN theo đó đối với cấp tiểu học sẽ có phụ huynh tự nguyện tham gia và triển khai ở những trường lớp có đủ điều kiện đối với cấp trung học cơ sở không hoàn toàn theo vnn mà chỉ áp dụng những cái hay ưu điểm của mô hình này